Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác và anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh được Tử Vi ngày hôm nay. Và lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh được Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được cuộc sống giàu sang, đủ đầy, việc gì cũng thuận lợi, thuận buồm xuôi gió, đón nhiều vận may bất ngờ, sự nghiệp hiển hách, trúng số đổi đời như ý. Và nếu như quý ông bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong Chấn nội động, dung thầy video tử ngày vi hôm báo nay trước cực mà chính ban biên tập xác, chương trình sự gửi thật tới chưa quý cô từng có bác, dời anh tuổi chị Ất Tỵ đó sinh chính năm là nội 1965, dung đúng sáu. trong tháng 11 âm lịch năm 2024. Tài lộc bừng sáng, vận may bùng nổ, trúng số bất ngờ, gặp thời đổi đời đại gia, trả sạch nợ nần, cực giàu có. Tháng 11 âm lịch năm 2024 được xem là thời điểm vàng mà người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 không thể bỏ lỡ. Theo nhận định của các chuyên gia tử vi, đây là giai đoạn mà vận mệnh của họ thăng hoa rực rỡ, mang theo những cơn sóng may mắn dồn dập, tạo nên sự giàu có và thành công vượt bậc. Tử vi dự báo rằng, người tuổi Ất Tỵ sẽ đón nhận những cơ hội hiếm có, thậm chí là những vận may bất ngờ, đến từ các lĩnh vực tài chính, đầu tư hoặc kinh doanh. Nếu biết nắm bắt, họ không chỉ gia tăng đáng kể nguồn thu nhập, mà còn có khả năng xây dựng sự nghiệp vững chắc, khẳng định vị thế của mình trong xã hội. Tiền bạc không chỉ dồi dào mà còn có xu hướng chảy vào túi một cách dễ dàng, khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Đây cũng là lúc mà năng lượng tích cực và phúc khí bao quanh. Người tuổi Ất Tỵ giúp họ dễ dàng vượt qua khó khăn, chuyển nguy thành an. Những dự án tưởng chừng như bế tắc sẽ bất ngờ được giải quyết, những kế hoạch đang dang dở sẽ hoàn thành một cách xuất sắc. Hơn nữa, không chỉ may mắn về vật chất mà cả tinh thần của họ cũng thăng hoa, mang lại niềm vui và sự an yên trong cuộc sống gia đình. Có thể nói, tháng 11 âm lịch này là khoảng thời gian không chỉ tốt mà còn cực kỳ đặc biệt với người tuổi Ất Tỵ. Đây là cơ hội mà vận mệnh ưu ái dành riêng cho họ, mở ra một cánh cửa dẫn đến cuộc sống giàu sang, thịnh vượng và viên mãn. Hãy sẵn sàng để đón nhận những điều tuyệt vời này, bởi vận may không phải lúc nào cũng xuất hiện. Quý cô chú anh chị ạ, người tuổi Ất Tỵ nổi bật với tính cách kiên định và sáng suốt, không bao giờ nóng nảy hay tùy tiện trong khi giải quyết vấn đề. Họ hiểu rằng sự vội vàng có thể làm hỏng chuyện, nên luôn cẩn thận, suy xét kỹ càng. Khả năng tư duy sắc bén và tinh tế giúp người tuổi này trở thành người tiên phong, dẫn đầu trong công việc, khẳng định giá trị bản thân. Cả nam lẫn nữ tuổi Ất Tỵ đều thường gặp nhiều may mắn trong tình duyên, nhanh chóng tìm thấy người bạn đời phù hợp và sống hạnh phúc trong hôn nhân. Tháng 11 âm lịch năm 2024 là thời điểm may mắn cho tuổi Ất Tỵ khi họ duy trì được tinh thần lạc quan, tích cực, tạo điều kiện cho công việc và tài lộc tiến triển mạnh mẽ. Người tuổi này không ngại thử sức với những lĩnh vực mới, khiêm tốn học hỏi từ xung quanh, từ đó đạt được những tiến bộ rõ rệt, trở thành nhân tố nổi bật trong tập thể. Nhờ vậy, họ có thể thực hiện các mục tiêu đã đặt ra, khẳng định vị thế và giá trị của mình. Về tài chính, tháng này cũng là thời điểm thuận lợi cho tuổi Ất Tỵ. Với những bước phát triển vượt bậc, họ luôn tiên phong trong xu hướng làm ăn, thậm chí còn tìm ra những hướng đi mới, khắc phục những khó khăn đã qua. Dù có đôi chút vất vả, những thành quả nhận lại rất đáng kể. Tiền tài dồi dào giúp họ cảm thấy hài lòng với những nỗ lực đã bỏ ra. Tuy nhiên, phương diện tình cảm trong tháng này có thể gặp một số trắc trở. Người tuổi Ất Tỵ có thể đối mặt với những bất đồng, khác biệt quan điểm với người thương. Khi cả hai đang nóng nảy, tốt nhất là tránh những cuộc tranh cãi để tránh làm tổn thương nhau. Sức khỏe của người tuổi này trong tháng cũng ổn định, nhờ tinh thần lạc quan, cơ thể luôn duy trì sự khỏe mạnh. Nếu có đau ốm thì bệnh tật cũng sẽ nhanh chóng bị đẩy lùi. Xét về sự nghiệp của tuổi Ất Tỵ trong tháng 11 âm lịch năm 2024, sự chăm chỉ và nỗ lực không ngừng của họ sẽ được đền đáp xứng đáng. Dưới tác động tích cực của nguyệt lệnh lâm quan, họ luôn tích cực, hăng hái trong công việc, không ngại nhận thêm trách nhiệm, sẵn sàng đối mặt với những thách thức. Qua đó, họ học hỏi được nhiều điều mới mẻ,
và dần khẳng định được vị thế của mình. Với những người làm lãnh đạo, họ có khả năng đưa ra quyết định đúng đắn, dẫn dắt tập thể đi đúng hướng. Nhờ vào tầm nhìn xa trông rộng, các tinh tử vi cũng mang đến nhiều may mắn. Quý nhân luôn sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết. Những thành công đạt được không chỉ mang lại cho họ danh tiếng, mà còn giúp tạo dựng được sự tín nhiệm và tôn trọng từ đồng nghiệp, cấp dưới. Về phương diện tài lộc của người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 trong tháng 11 âm lịch năm 2024, có thể nói rằng bạn không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tài chính. Bạn có thể chi tiêu thoải mái mà không lo hao hụt. Dù làm việc trong lĩnh vực nào đi nữa, đối với người làm công ăn lương, các khoản hoa hồng hoặc thưởng nóng từ sự đóng góp và nỗ lực sẽ đến đều đặn. Nếu bạn cảm thấy tự tin vào những gì mình đã cống hiến, hãy mạnh dạn chủ động đề xuất với cấp trên về việc tăng lương hay thăng chức để khẳng định giá trị bản thân. Đối với người làm kinh doanh, bạn luôn giữ được sự sáng suốt và tỉnh táo, giúp bạn tìm ra cách tháo gỡ các khó khăn còn tồn tại trước đó. Đây là thời điểm thích hợp để áp dụng những kiến thức mới vào thực tế công việc, với tinh thần cầu tiến. Rất có thể quý tín chủ lúc này sẽ khám phá được hướng đi mới, phù hợp với bản thân và giúp mở rộng thêm con đường tài lộc. Nếu có ai đó mời bạn tham gia đầu tư trong tháng này, bạn hoàn toàn có thể xem xét sau khi đã kiểm chứng kỹ thông tin và đảm bảo đối phương đáng tin cậy. Tuy nhiên, nên giữ cho mình sự thận trọng, chỉ đầu tư dần dần từng bước. Với sự kiên nhẫn này, lợi nhuận mong muốn sẽ dần đổ về như ý. Về phương diện tình cảm, tháng này có thể xuất hiện một số mâu thuẫn giữa bạn và người ấy, đặc biệt là các cặp vợ chồng. Những xích mích có thể khởi nguồn từ những điều nhỏ nhặt, nhưng đôi bên đều bướng bỉnh, không ai chịu nhường nhịn ai. Để tránh gây tổn thương cho nhau, bạn nên hạ thấp cái tôi, thử nhìn nhận vấn đề từ góc độ của người ấy. Có thể quý tín chủ lúc này sẽ thấy mọi chuyện bớt căng thẳng. Khi mâu thuẫn leo thang, lời khuyên dành cho bạn là hãy chủ động dừng lại cuộc tranh cãi, tránh để cơn nóng giận khiến cả hai thốt ra những lời gây tổn thương không đáng có. Đối với người độc thân, bạn nên tỉnh táo hơn trong cách đánh giá đối phương để nhận ra ai thực sự chân thành và ai chỉ đến với mục đích cá nhân. Về phương diện sức khỏe, tháng này tình trạng thể chất của bạn ổn định, không có điều gì đáng lo ngại, tinh thần lạc quan, tích cực giúp cơ thể bạn thêm khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Nếu có bệnh, bệnh tình cũng sẽ sớm thuyên giảm. Bạn nên dành thời gian tham gia vào các hoạt động thể chất hoặc tham gia các hoạt động nhóm để tăng cường sức khỏe, kết nối bạn bè. Khi gặp căng thẳng, thay vì ôn giữ trong lòng, bạn hãy tìm người đáng tin cậy để chia sẻ, giúp tinh thần nhẹ nhõm và cân bằng hơn. Tuần 1 của tháng 11 âm lịch năm 2024 của tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Được Thái Dương các tinh phù trợ, giúp vận trình của bạn có nhiều điểm sáng, bạn trở nên linh hoạt nhanh nhạy hơn trong công việc. Tìm ra những giải pháp phù hợp để vượt qua khó khăn, sự suôn sẻ này không chỉ giúp bạn tháo gỡ các tình huống bế tắc một cách nhẹ nhàng, mà còn mang lại sự tự tin vững chắc. Trong tuần đầu của tháng 11 âm lịch năm 2024, tuổi Ất Tỵ sẽ nhận ra mình đã chín chắn và trưởng thành hơn rất nhiều. Nhờ ảnh hưởng của các tinh, các mối quan hệ của bạn tiến triển thuận lợi, hài hòa. Đối với người làm ăn kinh doanh, đây là cơ hội để kết nối với những người có chung chí hướng, giúp bạn định hướng rõ ràng hơn trong công việc và mở rộng khả năng phát triển. Giữa tuần, sao Ấn Quang xuất hiện, giúp bạn tạo được một bước tiến đáng kể, có khả năng được cất nhắc hoặc tăng lương. Tuy nhiên, kiếp tài lại có dấu hiệu ngăn trở, cảnh báo nguy cơ hao tài. Nếu không giữ được sự tỉnh táo, bạn có thể dễ dàng vướng vào cạm bẫy tài chính, để tài lộc trôi mất vào tay kẻ khác. Về tình cảm, tuần này mang đến nhiều tín hiệu tích cực cho bạn. Người độc thân có cơ hội gặp gỡ nửa kia phù hợp, còn các cặp đôi tìm được tiếng nói chung, xây dựng niềm tin và sự gắn kết bền vững. Tử vi tuần thứ 2 tháng 11 âm lịch của tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Vận trình của tuổi Ất Tỵ không được thuận lợi lắm. Khi hung vận lấn át các vận, những khó khăn ập đến từ nhiều phía đòi hỏi bạn cần có sự chuẩn bị tinh thần vững vàng để ứng phó khi gặp bất trắc. Bạn cần giữ bình tĩnh để tìm giải pháp thích hợp. Hung tinh ngũ quỷ xuất hiện, cảnh báo khả năng gặp kẻ tiểu nhân gây rối, đòi hỏi bạn phải luôn cẩn trọng đề phòng những người xung quanh để tránh bị lừa gạt. Về tài lộc, mãi đến cuối tuần tình hình tài chính mới có dấu hiệu khởi sắc nhẹ. Dù có cơ hội kiếm tiền, nhưng hung tinh vẫn có thể gây trở ngại.
đe dọa việc hao tổn tài chính. Nếu bạn không thận trọng, lời khuyên là bạn nên xem xét kỹ lưỡng trước khi đầu tư vào các lĩnh vực mới. Do công việc bận rộn, bạn không có nhiều thời gian cho gia đình, dẫn đến một số mâu thuẫn nhỏ trong mối quan hệ vợ chồng, ảnh hưởng ít nhiều đến bầu không khí gia đình. Tử vi tuần thứ 3 tháng 11 âm lịch của tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Đối mặt với nhiều thăng trầm bất ngờ khi hung tinh và cát tinh đang xen, sao Thái Tuế nhắc nhở bạn cần cảnh giác cao độ trước những kẻ xấu lợi dụng. Đầu tuần, nếu không tập trung vào công việc, bạn có thể dễ dàng mắc sai lầm hoặc vô tình gây xích mích với người khác trong quá trình giao tiếp. Hung tinh rình rập khiến những chuyến đi xa trở nên rủi ro, yêu cầu bạn phải luôn tuân thủ an toàn giao thông và tuyệt đối tránh sử dụng rượu bia khi lái xe. Về tài lộc, tuần này khá ổn định, có xu hướng tăng trưởng nhờ sự xuất hiện của cả chính tài và thiên tài, mang đến những khoản thu nhập vững chắc. Đây là lúc bạn cần lập kế hoạch chi tiêu hợp lý, tiết kiệm một phần thu nhập để chuẩn bị cho các cơ hội đầu tư tiềm năng trong tương lai. Tuy nhiên, phương diện tình cảm lại không mấy thuận lợi, do sự xung khắc giữa ngũ hành thủy và hỏa. Bạn và đối phương có thể gặp khó khăn trong việc thấu hiểu nhau, đôi lúc xảy ra xung đột do sự bất đồng quan điểm, làm tổn thương lẫn nhau mà không hề cố ý. Tử vi tuần cuối tháng 11 âm lịch năm 2024 của tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Được các tinh nâng đỡ, mở ra những cơ hội quý giá để gia tăng tài lộc và phát triển sự nghiệp. Những thành quả hiện tại không phải ngẫu nhiên mà có, mà chính là kết quả của quá trình kiên trì xây dựng mối quan hệ và cải thiện từng bước nhỏ trong công việc. Đầu tuần là thời điểm thuận lợi nhất để bạn tiến hành các công việc quan trọng như ký kết hợp đồng hay đàm phán với đối tác. Nhờ chính quan che chở, mang lại các khí giúp mọi việc dễ dàng thành công. Thiên tài cũng xuất hiện trong tuần này, mang lại những nguồn thu phụ đáng kể, giúp bạn gia tăng thu nhập. Tuy nhiên, từ giữa tuần, một số khó khăn bất ngờ có thể xuất hiện, đòi hỏi bạn phải tập trung và cẩn trọng để tránh sai sót. Về tình cảm, tuần này tuổi Ất Tỵ có nhiều niềm vui khi những hiểu lầm trước đây giữa vợ chồng đã được xóa bỏ, trở thành cơ hội để hai người hiểu và yêu nhau sâu sắc hơn. Nhiều cặp đôi có thể tính đến chuyện kết hôn hoặc chào đón thành viên mới trong gia đình. Người độc thân có khả năng nhận được lời mời từ người khác giới, bạn nên dành thời gian trò chuyện để tìm hiểu, biết đâu sẽ gặp được người phù hợp. Quý vị thân mến, tiếp theo đây là những ngày may mắn trong tháng 11 âm lịch 2024 của tuổi Ất Tỵ bao gồm: ngày mùng 4 tháng 11 âm lịch, quý nhân xuất hiện, giúp bạn đạt được nhiều tiến triển thuận lợi trong công việc. Có khả năng quý tính chủ lúc này sẽ nhận được tin vui về việc thăng chức hoặc tăng lương. Về tài chính, có thể quý tính chủ lúc này sẽ nhận được một khoản thu bất ngờ như lợi tức đầu tư hoặc phần thưởng từ công việc chăm chỉ trước đó. Đây là dấu hiệu cho thấy sự cải thiện đáng kể về tài chính, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của bạn. Ngày 13 tháng 11 âm lịch, công việc chính và hoạt động đầu tư đều diễn ra suôn sẻ, giúp bạn tự tin hơn trong các quyết định của mình. Lãnh đạo đánh giá cao nỗ lực của bạn, mở ra cơ hội thăng tiến không còn xa vời. Đối với đầu tư tài chính, dù là thị trường chứng khoán, bất động sản hay lĩnh vực khác, bạn đều có khả năng nắm bắt cơ hội và đạt tốc độ tăng trưởng tài sản nhanh chóng. Ngày 16 tháng 11 âm lịch, sự nghiệp của bạn đạt tới đỉnh cao mới khi bạn đảm nhận vai trò quan trọng trong nhóm, dẫn dắt dự án đạt được tiến bộ đột phá. Đây cũng là thời điểm tuyệt vời để mở rộng các mối quan hệ với nhiều người ưu tú trong ngành, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển sau này. Bên cạnh việc phát huy tối đa giá trị cá nhân, bạn còn có cơ hội phát triển tài chính qua hợp tác hoặc đầu tư, hứa hẹn mang đến nguồn thu nhập đáng kể. Ngày 28 tháng 11 âm lịch, công việc gặp cả cơ hội lẫn thử thách, nhưng với sự tinh tế và kỹ năng xử lý vấn đề tuyệt vời, quý tín chủ lúc này sẽ vượt qua nhiều tình huống khó khăn, khẳng định vị thế trong nhóm. Trong các mối quan hệ xã hội, quý tín chủ lúc này sẽ thể hiện bản thân tốt hơn, gây ấn tượng và nhận được sự tôn trọng từ đồng nghiệp. Đây cũng là ngày bạn có thể gặp quý nhân giúp đỡ, mở rộng thêm con đường sự nghiệp. Tài chính của bạn có sự tăng trưởng ổn định nhờ các quyết định đầu tư khôn ngoan và có thể còn nhận được lợi ích bất ngờ từ một dự án sáng tạo. Dưới đây là cẩm nang dượng vận dành cho tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 trong tháng 11 âm lịch năm 2024. Khẩu quyết: sự nghiệp có những bước tiến đáng kể, tài chính có nhiều đột phá,
dồi dào trong chi tiêu. Quý nhân tuổi Ngọ và tuổi Hợi, tiểu nhân tuổi Dậu và tuổi Thìn. Màu sắc may mắn màu tím và màu hồng. Con số may mắn 18, 61 và 39. Thưa quý cô chú anh chị, trong tử vi phương Đông, ngoài năm, tháng, ngày sinh thì giờ sinh cũng có ảnh hưởng lớn đến vận mệnh và tính cách mỗi người. Giờ sinh không chỉ là thời điểm đánh dấu sự bắt đầu của cuộc sống mà còn tiết lộ nhiều điều về tương lai và số phận. Vậy những ai tuổi Ất Tỵ sinh vào giờ nào sẽ gặp nhiều may mắn? Mời quý cô chú anh chị cùng tham khảo luận giải dưới đây. 1. Tuổi Ất Tỵ sinh giờ Tý 23 giờ đến 1 giờ. Do Tý thủy khắc Tỵ quả, người sinh vào giờ này gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Tuy vậy, nhờ sao Long Đức phù trợ nên họ thường vượt qua các thử thách lớn mà không gặp nguy hiểm về tính mạng. Cuộc đời tuy có nhiều biến cố nhưng sự nghiệp vẫn đạt được thành công. 2. Tuổi Ất Tỵ sinh giờ Sửu 1 giờ đến 3 giờ. Với Tỵ quả sinh Sửu Thổ, người sinh giờ này thường mưu sự thuận lợi, mặc dù có thể hao tài tốn của trong quá trình nhưng cuối cùng vẫn đạt được thành công. Họ thường nhận được sự giúp đỡ từ người thân và bạn bè, có cuộc sống bình an, hạnh phúc. 3. Tuổi Ất Tỵ sinh giờ Dần 3 giờ đến 5 giờ. Dần Mộc sinh Tỵ quả, người sinh giờ này có tiền đồ rộng mở. Nhờ phúc tinh chiếu mệnh, họ được quý nhân trợ giúp, có ý chí mạnh mẽ, đủ khả năng vượt khó để lập nghiệp. Tuy nhiên, nên cẩn thận trước nguy cơ thị phi, dễ ảnh hưởng đến sự nghiệp. 4. Tuổi Ất Tỵ sinh giờ Mão 5 giờ đến 7 giờ. Mão Mộc sinh Tỵ quả, người này thường gặp nhiều may mắn và được bạn bè giúp đỡ, cuộc sống sung túc. Tuy nhiên, do sao Thiên Cẩu chiếu mệnh, sự nghiệp tuy không có sóng gió lớn nhưng dễ lận đận và phải bôn ba khắp nơi để mưu cầu tài lộc. 5. Tuổi Ất Tỵ sinh giờ Thìn 7 giờ đến 9 giờ. Với Tỵ quả sinh Thìn Thổ, người sinh giờ này được hưởng phúc lộc, thuận lợi thường gặp may mắn nhờ quý nhân phù trợ, sự nghiệp thăng tiến, cuộc sống hạnh phúc, an nhàn và sung túc. 6. Tuổi Ất Tỵ sinh giờ Tỵ 9 giờ đến 11 giờ. Cuộc đời người sinh vào giờ này có nhiều thăng trầm, khi thì may mắn, khi thì bất ổn. Sao chỉ bối chiếu mệnh khiến cuộc sống thiếu ổn định, sức khỏe không tốt, dễ mắc bệnh. 7. Tuổi Ất Tỵ sinh giờ Ngọ 11 giờ đến 13 giờ. Ngọ quả đồng hành với Tỵ quả, người sinh vào giờ này có mối quan hệ xã hội rộng, được sao Thái Dương chiếu mệnh nên dù gặp khó khăn dẫn tay qua, nạn khỏi. Đặc biệt, vận đào hoa của họ rất vượng, tuy nhiên cần tránh xa vào các mối quan hệ không bền vững. 8. Tuổi Ất Tỵ sinh giờ Mùi 13 giờ đến 15 giờ. Tỵ quả sinh Mùi Thổ, người sinh giờ này dù có sao nguyệt sát chiếu mệnh nhưng sức khỏe vẫn ổn định. Tuy nhiên, cuộc sống của họ khá vất vả, hôn nhân thường gặp nhiều điều muộn phiền. 9. Tuổi Ất Tỵ sinh giờ Thân 15 giờ đến 17 giờ. Với Tỵ quả khắc chế Thân Kim, người sinh giờ này nhờ sao quý nhân phù trợ nên sự nghiệp thuận lợi, được quý nhân giúp đỡ, gặp hung quá cát, cuộc sống sung túc. Tuy nhiên, đôi khi bị tiểu nhân quấy rối hoặc gây hại. 10. Tuổi Ất Tỵ sinh giờ Dậu 17 giờ đến 19 giờ. Dưới đây là phần luận giải chi tiết và mở rộng cho từng giờ sinh của người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, kèm theo lời khuyên sâu sắc về cuộc sống và cách ứng xử trong các mối quan hệ. 1. Tuổi Ất Tỵ sinh giờ Dậu 17 giờ đến 19 giờ. Với sự tương khắc giữa Tỵ quả và Dậu kim, nhưng nhờ sao Thiên tướng chiếu mệnh, người sinh vào giờ này có số phú quý, công danh sự nờ gờ nghiệp phát triển thuận lợi. Tuy nhiên, cũng cần đề phòng tiểu nhân quấy phá, tránh để ảnh hưởng đến tiền đồ. 2. Tuổi Ất Tỵ sinh giờ Tuất 19 giờ đến 21 giờ. Tỵ quả sinh Tuất Thổ, cùng sao Nguyệt Đức chiếu mệnh, người sinh giờ này thường có số đi xa, dễ gặp quý nhân giúp đỡ, gặp hung quá cát. Tuy nhiên, cần cẩn trọng với nguy cơ phá tài và các vấn đề sức khỏe nhỏ. 3. Tuổi Ất Tỵ giờ Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Do Hợi thủy khắc chế Tỵ quả, cùng sao Dịch Mã chiếu mệnh, người sinh vào giờ này thường phải bôn ba, vất vả, lập nghiệp nơi xa xứ, cuộc sống nhiều thử thách nhưng cũng có cơ hội tự tạo dựng thành công. Nhân sinh cảm ngộ. Lời khuyên sâu sắc về cuộc sống và cách ứng xử. Cuộc sống mỗi người dù là gian khó hay thành công đều ngắn ngủi và quý giá. Trong quá trình nỗ lực, chúng ta không thể tránh khỏi những cạnh tranh. Khi nhìn nhận cạnh tranh theo hướng tích cực,
Đó là động lực mạnh mẽ để chúng ta phát triển và đạt được thành công. Tuy nhiên, cũng có những cuộc tranh đua có thể dẫn đến hậu quả tiêu cực, khiến cuộc sống trở nên mệt mỏi, mất mát. Ba việc không nên tranh đấu. 1. Không tranh đấu vì lợi với kẻ tiểu nhân. Trong cuộc sống, không phải ai bên cạnh ta cũng có tâm hồn quân tử. Dù sống tử tế vẫn cần đề phòng những kẻ tiểu nhân. Những người này chỉ quan tâm đến lợi ích bản thân, sẵn sàng hy sinh cả mối quan hệ và đạo đức để đạt được mục tiêu. Họ có thể ngọt ngào trước mặt, nhưng sau lưng lại đâm thọc, gây hại. Nếu vì danh lợi mà tranh đấu với họ, hãy chuẩn bị tinh thần bị đâm sau lưng. Kẻ tiểu nhân thường giỏi giả tạo, kết giao để che giấu mục đích lợi dụng. 2. Đừng quá tin tưởng vào lợi ích do tiểu nhân mang lại. Tiểu nhân luôn che đậy lợi ích vật chất bằng lời nói ngọt ngào, khiến người khác dễ sa vào bẫy. Những hứa hẹn về lợi ích từ họ thường kèm theo cái giá phải trả. Khi chấp nhận hợp tác, người chịu thiệt thòi sẽ là chính bạn. 3. Hiểu rõ giá trị đạo nghĩa và giữ vững nguyên tắc sống. Người quân tử và kẻ tiểu nhân khác nhau ở giá trị quan. Quân tử luôn phân biệt rõ đúng sai, trong khi tiểu nhân chỉ cần nhắc lợi và hại. Đối với quân tử, nghĩa là đạo đức và trách nhiệm, vượt trên lợi ích vật chất. Còn với tiểu nhân, lợi là tất cả. Chính vì thế, hãy hành sự theo nghĩa để giữ phẩm chất và đạo đức trong cuộc sống. Việc sống có đạo nghĩa không chỉ giúp bạn xây dựng lòng tin mà còn tạo nên giá trị đích thực, mang đến những mối quan hệ bền chặt và cuộc đời an yên. Người quân tử và kẻ tiểu nhân luôn có cách sống và suy nghĩ khác biệt rõ rệt. Tiểu nhân thường đặt lợi ích cá nhân lên trên hết, hành động luôn cân nhắc có lợi cho mình hay không, thậm chí sẵn sàng bỏ qua đạo nghĩa để đạt được lợi ích. Câu thả cùng quân tử tranh cao thấp, chớ cùng tiểu nhân luận đúng sai, đã đúc kết kinh nghiệm sống về sự đối nhân, xử thế này. Người hiểu chuyện sẽ không lãng phí thời gian tranh cãi với kẻ xấu, bởi họ biết điều đó chỉ làm bản thân thiệt hại và đánh mất sự an yên trong cuộc sống. Những người ở vị thế cao, hiểu rõ bản chất của tiểu nhân, sẽ không để kẻ xấu gieo rắc suy nghĩ tiêu cực vào cuộc sống của mình. Sống và ứng xử với tiểu nhân, người quân tử coi trọng danh dự, còn kẻ tiểu nhân chỉ biết đến lợi ích. Nếu bạn vô tình làm tổn hại đến lợi ích của kẻ tiểu nhân, họ sẵn sàng hủy hoại danh tiếng bạn. Vì vậy, nên tránh xa và không đắc tội với họ để bảo vệ chính mình. Đôi khi nhẫn nhịn và lùi lại một bước có thể mang lại cho bạn sự yên bình và tự do lớn hơn. Tránh đấu tranh với những kẻ chỉ biết lợi lộc để giữ cho mình một cuộc sống thanh thản. Người quân tử và giá trị đạo đức. Người quân tử không cần phải là bậc thánh hiền, nhưng họ sống có giới hạn và biết điểm dừng. Họ là mẫu hình cao quý trong xã hội, coi trọng đức hạnh và không tham gia vào những tranh chấp nhỏ nhen. Khổng Tử từng dạy rằng, quân tử và tiểu nhân khác nhau ở chữ đức hạnh, trong khi người quân tử lấy đức làm trọng, tự rèn luyện bản thân, thì kẻ tiểu nhân xem đức hạnh là điều hão huyền, không đáng để theo đuổi. Lời nói và hành động của người quân tử đều xuất phát từ tâm thiện, hướng đến nhân đức và tình thương với mọi người. Những phẩm chất đoan chính này khiến họ có sức thu hút và là người mà mọi người kính trọng. Người quân tử giữ gìn danh dự và luôn tránh xa tranh đấu danh lợi, sống nghiêm túc với các nguyên tắc đạo đức và không bao giờ đánh đổi phẩm giá của mình vì lợi ích vật chất. Dù cho xã hội có nhiều người chạy theo tiền tài, vẫn có những bậc quân tử giữ vững đức hạnh, thanh cao và không màng danh lợi phù phiếm với người quân tử. Khi đối đãi, chúng ta cần sự kính trọng chân thành, không cần xu nịnh, nhưng cũng đừng tranh đấu với họ, bởi họ đáng nhận được sự tôn trọng này. Cách ứng xử với cuộc đời và thời vận. Người xưa dạy rằng trên đời có ba việc không nên tranh đấu, trong đó có việc không đấu với thời vận của trời đất. Cuộc sống là một chuỗi hành trình, trong đó chúng ta không ngừng nỗ lực để đạt được danh vọng và mục tiêu. Tuy nhiên, thành công hay không lại phụ thuộc nhiều vào ý trời. Câu mệnh lý hữu thì chung tu hữu, mệnh lý vô thì mặc cưỡng cầu. Có ý rằng điều gì đã được định sẵn thì sẽ đến, còn nếu không có duyên thì đừng ép buộc. Vì thế, vì quá cố chấp sẽ chỉ khiến bản thân thêm mệt mỏi. Người trí giả chọn cách đối đãi điềm nhiên với mọi việc xảy ra trong cuộc sống. Họ bình tĩnh trước mọi điều thuận lợi và bất lợi, chấp nhận mọi sự an bài của trời đất. Đến một lúc nào đó, khi chúng ta biết chấp nhận những gì đến và buông bỏ những gì phải đi, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng và thanh thản hơn. Sống một cuộc đời tự do tự tại đích thực là khi con người ta biết thuận theo tự nhiên. Đó là một loại trí tuệ sâu sắc, một cảnh giới cao mà chỉ những người giác ngộ mới thực sự thấu hiểu. Khi không còn so đo, tranh đấu, tâm hồn sẽ thoát khỏi dòng xoáy mệt mỏi của sự cạnh tranh, khỏi những lừa dối, mưu toan,
và khỏi những hằn thù có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Việc không so đo không chỉ giúp ta tiết kiệm thời gian mà còn giữ lại nguồn năng lượng tinh thần để tập trung vào những điều thực sự ý nghĩa. Suy xét theo ý trời là không dễ dàng dự đoán hay thay đổi theo ý muốn. Người ở đời nếu cứ mãi lo tính toán hơn thiệt, chạy theo những thứ phù phiếm, sẽ tự buộc mình vào gánh nặng không đáng có. Sự mê lầm ấy dần dần tạo thành một áp lực, khiến con người mất đi tự do. Vì thế, hãy thuận theo dòng chảy của duyên phận. Khi điều gì đến, hãy trân trọng nó. Khi điều gì đi, cũng đừng quá tiếc nuối hay đau khổ. Đôi khi những thứ ta bám víu quá chặt lại chính là những rào cản khiến cuộc đời trở nên nặng nề. Biết xem nhẹ mọi thứ, quý tín chủ lúc này sẽ thấy cuộc sống thăng hoa, nhẹ nhàng và dễ chịu hơn rất nhiều. Không tranh đấu không có nghĩa là hèn nhát hay nhu nhược, mà ngược lại là biểu hiện của sự rộng lượng, tấm lòng bao dung và trí tuệ cao sâu. Lùi một bước biển rộng trời cao, người có lòng độ lượng sẽ mở ra cho mình một thế giới tự do, rộng lớn hơn. Người xưa vẫn tin rằng những gì con người đạt được đều là do phúc đức, là kết quả của nhân quả trong đời. Tranh giành chỉ làm tổn hại đức hạnh của bản thân mà thôi. Khi tấm lòng mở rộng, bạn bè và phú quý sẽ tự nhiên mà đến. Tâm nhàn chính là phúc khí lớn nhất của đời người. Người không tranh giành, không so đo, sẽ luôn tìm thấy niềm vui giản dị trong cuộc sống, tâm hồn thanh thản, cuộc đời cũng vì thế mà sáng tươi hơn nhiều.